Người ta thường lên án chỉ trích những người nghiện thuốc phiện, nghiện cờ bạc, nghiện rượu bia thuốc lá. Thế nhưng nghiện đường thì chẳng mấy ai lên án. Trong khi đó, theo nhiều nghiên cứu chỉ ra, đường tinh luyện là một trong những thủ phạm gây ra nhiều căn bệnh cho nhân loại mà chẳng mấy ai để ý tới. Rất nhiều người thích dùng đường cát trắng bởi nó rất đẹp, mịn, tạo màu cho món ăn rất đẹp và cũng chẳng có mùi khó chịu nào khác. Đường càng trắng thì mức độ độc hại càng cao. Nó không chỉ ăn mòn thân thể mà còn ảnh hưởng tới hệ thần kinh của con người. Ví dụ, đường làm từ mía, ép ra nước mật rồi gia nhiệt được gọi là đường đỏ. Tiếp tục gia công đường đỏ, chiết tách đường kết tinh và phần mật ra, tinh chế để nâng cao độ tinh khiết của hạt đường, kết tinh lại sẽ tạo thành đường tinh luyện. Như vậy, đường càng trắng thì mức độ độc hại càng cao, bởi đã mất hết các dưỡng chất tự nhiên, chỉ còn lại đường và các chất tẩy. Đường trắng là thực phẩm axit, chỉ cung cấp những cái calo rỗng vô bổ. Bạn đã bao giờ nghe nói ăn nhiều đồ ngọt sẽ bị loãng xương và hỏng răng chưa? Thực tế đúng như vậy, hấp thụ nhiều đường trắng sẽ làm cho cơ thể mất đi nhiều khoáng chất, trong đó nhiều nhất là khoáng canxi. Do đường trắng là thực phẩm axit, loại đường đỏ được chế biến theo phương pháp thủ công mang tính kiềm nhẹ. Nhưng trong quá trình tinh luyện, đường mất đi các dưỡng chất như vitamin, khoáng chất và chuyển sang tính axit. Cơ bản máu và nổi môi trường tế bào của một người khỏe mạnh mang tính kiềm nhẹ. Chính vì vậy, khi ăn đường là thực phẩm axit, cơ thể đã sử dụng hệ thống để máu, chính là các khoáng chất dự trữ bên trong cơ thể để cân bằng, dẫn tới hiện tượng rò rỉ khoáng, và chất tiêu hao nhiều nhất chính là khoáng canxi. Đường trắng hầu như không chứa canxi, nên lượng canxi dùng để trung hòa đều lấy từ răng và xương. Đó là lý do vì sao ăn nhiều đồ ngọt chúng ta hay bị sâu răng và loãng xương. Thực tế đúng như vậy, nhiều đứa trẻ thời nay ăn rất nhiều đường, dẫn tới hỏng răng, loãng xương. Đương nhiên, có cung ắt có cầu, thành ra bệnh viện nha khoa mọc lên như nấm khắp mọi nơi. Canxi chiếm khoảng 2% thể trọng cơ thể và 99% trong số đó nằm trong răng và xương, chỉ có 1% nằm trong máu và tế bào. Mặc dù lượng canxi trong máu và tế bào rất nhỏ, nhưng thiếu chúng, con người sẽ bực bội, khó chịu, cáu bẳn, tinh thần bất ổn. Đó là lý do tại sao những cái đứa trẻ nghiện đồ ngọt rất hay cáu bẳn, khó chịu hay nổi điên. Khi ăn đường cát trắng nhiều, lượng đường trong máu tăng đột ngột. Vì vậy, áp lực gây ra cho tuyến tủy sản sinh insulin là rất lớn để điều chỉnh và cân bằng. Tình trạng kéo dài, tuyến tủy mệt mỏi kinh niên, sinh ra bệnh tiểu đường. Khi cơ thể tiết ra quá lố các khoáng chất và hormone để cân bằng nồng độ đường trong máu, dẫn tới hạ đường huyết, đặc biệt là ở trẻ em. Lúc này, tuyến thượng thận lại tiết ra adrenaline để tăng lại lượng đường huyết cân bằng. Adrenaline là một chất dẫn truyền thần kinh và là một loại hormone được tiết ra với số lượng rất lớn khi cơ thể trong trạng thái hưng phấn. Nó cũng thúc đẩy quá trình chuyển hóa năng lượng trong cơ thể. Nhưng nếu tiết ra quá nhiều thì chúng sẽ khiến cơ thể thoát khỏi sự kiểm soát của não bộ và là nguyên nhân dẫn tới cáu bẳn, nóng nảy, khó tập trung. Hơn thế nữa, khi đường phân giải trong cơ thể, chúng ta cần vitamin B1, mà trong đường trắng lại không có vitamin, dẫn đến các vấn đề thiếu vitamin, mệt mỏi, chóng mặt, thiếu máu, trầm cảm, nóng nảy, suy giảm trí nhớ. Hy vọng đến đây, bạn sẽ nhận ra đường cát trắng thực sự là thực phẩm đáng sợ thế nào. Đường không chỉ được dùng trong bánh kẹo, nước ngọt đóng chai, mà có hàng vạn sản phẩm bên ngoài thị trường nhằm kích thích vị giác người tiêu dùng. Ngoài ra còn có đường hóa học thì mức độ độc hại còn cao hơn rất nhiều. Để thay thế cho đường trắng, bạn có thể sử dụng đường đỏ, mật mía, mật ong hay đường cỏ ngọt tự nhiên. Đây là các thực phẩm tốt bởi nó tự nhiên và chứa rất nhiều khoáng chất. Ngoài ra nên bổ sung đường bằng trái cây tươi ngon,
Bởi đường trong trái cây là đường đơn giản, tự nhiên. Ngoài ra trong trái cây còn có rất nhiều vitamin, khoáng chất và enzyme tốt cho cơ thể. Làm ơn video tạo ra vì lợi ích sức khỏe cộng đồng, hãy chung tay bảo vệ sức khỏe mọi người bằng cách chia sẻ video tuyệt vời này tới thật nhiều người hơn nữa. Biết ơn và sớm hẹn gặp lại. Xin chào.